Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì lại là mình đây. Thì hôm nay nó là ngày mùng 2 tháng 7 thì đến hẹn lại lên. Mình đã lên làm cái video hướng dẫn cho anh em mở cái khóa mật mã hàng ngày để kiếm về tài khoản của mình là 1 triệu xu nhá. Đấy thì ở trên màn hình là nó có ba cái phần nhiệm vụ trong ngày mà Hamster con bác giao cho chúng ta. Thì hiện tại mình đã hoàn thành được hai nhiệm vụ, đó là danh sách nhiệm vụ và thẻ kết hợp hàng ngày. Đấy thì bây giờ là còn cái mật mã hàng ngày thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi mở khóa nốt để hoàn thành ba cái nhiệm vụ trong ngày nhá. Ok thì chúng ta bấm ngay vào chữ mật mã hàng ngày, bấm luôn vào mật mã hàng ngày. Khi chúng ta bấm vào mật mã hàng ngày thì nó hiện ra cái thanh mật mã hàng ngày và bên đây nó là 1 triệu xu. Đấy thì cái từ khóa của ngày hôm nay nó là từ KYC. Đấy, KYC thì nó bao gồm tất cả là ba ký tự. Ký tự đầu tiên là chữ K, ký tự thứ hai là chữ Y dài, ký tự thứ ba là chữ C. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi mở khóa từng ký tự một nha các bạn nhé. Thì ký tự đầu tiên là chữ K thì anh em cho mình là một chữ, một chấm và một chữ nhá. Một chữ này, một chấm này, một chữ này. Ok, ký tự đầu tiên chữ K đã được mở ra. Tiếp theo là ký tự thứ hai đó là chữ Y dài thì anh em cho mình là một chữ, một chấm và hai chữ nhá. Một chữ này, một chấm này, một chữ này, hai chữ này. Ok, ký tự thứ hai chữ Y dài đã được mở ra. Tiếp theo là ký tự cuối cùng đó là chữ C thì anh em cho mình là một chữ, một chấm, một chữ, một chấm nhá. Ok thì này, một chữ này, một chấm này, một chữ này, một chấm này. Ok đấy, ký tự thứ ba là chữ C cũng đã được mở ra. Đấy thì mật mã hàng ngày mã bị mẻ quá, bạn là một thám tử thực sự đúng không ạ? Đấy thì hôm nay cái từ khóa của ngày hôm nay nó là KYC, nó rất là đơn giản, nó chỉ bao gồm có ba ký tự, chúng ta mở rất nhanh đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta nhận giải thưởng thôi, nhận giải thưởng nha, nhận giải thưởng này. Làm tốt lắm SEO, mục tiêu hôm nay đã đạt được, hãy tiếp tục và những thành tựu vĩ đại đang chờ đợi bạn, bạn có thể đạt được nhiều hơn nữa. Đấy, ok chúng ta bấm vào đây này. Đấy thì khi chúng ta mở xong cái mật mã hàng ngày thì cái nhiệm vụ đã được hoàn thành và chúng ta cũng đã nhận được 1 triệu xu về tài khoản, thì nó có các tích xanh như ở đây, tích xanh ở đằng sau 1 triệu xu và nó đã có ba cái tích xanh của cái nhiệm vụ trong ngày. Đấy, ok thì vừa xong mình đã hướng dẫn cho các bạn là mở cái mật mã hàng ngày để kiếm về tài khoản của mình là 1 triệu xu. Bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây. Nếu thấy video này của mình nó hay giúp ích được cho các bạn thì bạn cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và mình cũng để cái đường link giới thiệu ở bên dưới phần mô tả của video này. Nếu ai muốn tham gia cái hàm tư con bác này thì bấm ngay vào cái đường link ở dưới phần mô tả nhé. Ok, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui nha.